Anh hết rồi. Anh ơi anh. Tên 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 tên. Anh coi nè. Đẹp không? Đâu ra vậy? Em mua chứ đâu. Trời ơi, em mua chỉ tốn tiền vậy? Đâu có nhiều đâu. Với cả sẵn á, em ủng hộ dì Năm luôn. Anh thấy không? Đặt vô một cái á hả? Không khí Tết ùa về liền luôn đó. Anh nghĩ năm nay khỏi ăn Tết cho rồi. Anh sao vậy? Thì có vui vẻ gì đâu mà ăn. Đủ thứ chuyện bực mình. Chính vì không có gì vui nên mình càng phải gạt bỏ hết tất cả mọi thứ qua một bên. Có như vậy á, mình đón năm mới mới hơn được chứ. Anh sao vậy? Mặt cứ chùa hoài à. Em qua chơi với anh không vui hả? Anh hết thương em rồi. Không có. Hồi nãy anh cãi lộn với anh ba hơn. Em có nghe kể chuyện đó rồi. Em biết thế nào cũng tới ngày này mà. Đúng là tiền bạc làm con người ta trở mặt với nhau lẹ thiệt. Chị ơi, tính tiền chơi. À. Mười ngàn đó cậu. Cảm ơn nha. Trời đất ơi. Vô 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 vô. Cái chân sao vậy? Ai à, gì ngồi, ngồi xuống. À. Trời đất ơi, chảy máu. Sao dữ vậy? Trời ơi, ta nói đi làm móng ngoài chợ nè mà không biết nó làm kiểu gì, chảy máu tùa lưa luôn á Năm ơi. Nhức muốn chết. Ôi. Rồi bay sức thuốc chứ gì chưa? Không thôi Phong đồng gánh chết. Dạ, con có sức thuốc với lại mua thuốc uống rồi. Ừ. Mà có bắt thường nó không? Có chứ gì Năm. Ừ. Còn bắt nó đền tiền thuốc mấy chục ngàn luôn á. Ủa? Bay nói mần móng ở đâu? Ngoài chợ. Sao ra chợ mận? Bình thường mận ở con sen, tự nhiên bữa nay ra chợ mận, hèn gì bị cắt chảy máu. Năm đừng có nhắc tới nó nữa đi. Sao vậy? Năm hỏi là hỏi vậy thôi, chứ Năm biết hết. Bây á, bây giận con sen là không có đúng mà nha. Bạn bè thân thiết với nhau, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện con sen là con sang, chuyện tăng hết là thẳng hết, không có gom chung lại được. Ai biểu nó binh hết làm chi? Ủa, bồ nó phải binh chứ. Vậy bay có binh chồng bay à? Chồng con thì con phải binh chứ. Ủa, bồ nó thì nó phải binh chứ. Bay suy nghĩ đi. Năm nói có đúng không?
ăn hả? Ừ. Sao? Khách sợ không? Cũng được. Thiệt luôn. Tôi hả? Khách nó bèo, bèo còn hơn chứ bèo nữa. Ra ngoài đốt phong long đi. Rồi, làm rồi, cũng vậy à. Cái nghề của mình mà. Ê, 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 hôm bữa tôi nghe mấy người khách nói chuyện, ở dưới chợ có con thầy cô bói hay lắm. Không mấy tụi bà xuống con quẻ đi. Thiệt hả? Ừ. Ê, được đó nha, chứ vậy quải quá. Gần Tết tới nơi rồi, hai đứa trong người không có anh đồng. Trái túi. Ê, gì hết quên nữa. Gì? Bà kiếm đúng không? Mới kiếm. Nè nha, nè nha, chỗ chị em đừng nói là ơi sao hồi xưa bà không nhắc nhở tôi ha. Cái ông nội bá đó, đó là yêu tiền của bà thôi chứ không có yêu thương gì bà đâu nha. Tôi biết rồi. Biết con đưa làm gì? Tại tôi yêu ổng. Cũng hả? Chứ bà nghĩ coi, làm nghề như tụi mình cũng cần một người đàn ông bảo kê chứ. Thiệt luôn á, thiệt luôn, nói thiệt luôn á, trời ơi trời. Chỉ có một mình bà á là tin ổng bảo kê bà được thôi. Chứ ai cũng thấy một mình ổng là ổng bảo kê một mình ổng còn không xong nữa ở đó. Nè ha, một ngày không xa đâu, không xa đâu. Mấy chủ nợ á nó tới, nó xử ổng cho bà coi. Nếu như mà có ngày đó thiệt á, đúng là cái số tôi quá xui luôn. Thôi 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 đi. Đừng có đổ thừa số số bây giờ làm ơn. Mà chỉ cần gian ổng ra một cái thôi, khỏe liền. Tôi cũng có thử rồi, nhưng mà ổng vẫn tới tìm mà. Cũng phải. Tự nhiên giờ mỏ vàng đang trước mặt, sao bỏ được. Thiệt luôn. Bà là bà mắc nợ ổng rồi. Nợ đời, nợ đời, nợ đời. Má, má uống thuốc đi. Má uống rồi má vô nằm nghỉ. Ngoài này gió lạnh quá. Chút má uống được không con? Má ráng uống đi má. Uống cho nhanh khỏe. Uống miếng đi má. Uống đi, nồi cháo con đang nóng á. Đó, rồi xong rồi con múc cháo cho má ăn nha. Đắng quá. Ráng, ráng, ráng đi má, ráng đi. Con vô con coi này cháo cái nha. Ừ. Dạ. Ê bà già, hôm nay là tới ngày bà trả nợ rồi đó. Tôi lại mấy cậu. Xin mấy cậu cho tôi thời gian đi. Thương cho tôi thời gian. Tôi sẽ trả nợ mà. Tôi lại mấy cậu đó mấy cậu ơi. Ê bà già, bà có hứa hả? Sao hứa hoài vậy? Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn. Tại vì mấy bữa giờ má tôi bị bệnh, nhà đang khó khăn quá. Mấy anh cho khóc vài bữa nữa nha. Không có nói nhiều, không lẽ ai nói cũng không trả nợ sao? Hôm nay á mà không trả nợ á, bắt con gái chịu nợ. Mấy cậu ơi. Má ơi, má đừng vậy mà. Tôi lại mấy cậu, thả cho mẹ con tôi đi. Tôi hết bệnh, tôi hứa. Tôi đi làm, tôi trả nợ mà. Tôi lại mấy cậu, tôi lại mấy cậu mà. Trời ơi trời, hơi hở hoài vậy? Cái cảnh khóc bóc này diễn ra hoài à? Bực mình quá đi. Lôi nó đi. Không. Ê. Không. Ê. Không được. Má ơi, bố tôi má. Bố tôi má. Bố tôi má. Cô tôi về. Chạy nó đi. Mấy anh ơi, tôi xin mấy anh tha cho tôi được không? Mấy anh tha cho tôi đi mà. Mày chạy nó mày. Tụi mày làm cái gì vậy? Mày là thằng nào? Giữa ban ngày ban mặt muốn bắt cóc con gái người ta hay gì hả? Tao là thằng bá. Bá? Bá gì? Bá chủ hay bá dơ? Bá nợ được không? Mày bá cái gì thì kệ mày. Nợ được phải trả. Đó thì từ từ trả.
Làm gì mà một đám đàn ông tụi bay ăn hiếp một người phụ nữ như vậy? Không biết nhục hả? Nó thiếu nợ tụi tao, tụi tao bắt nó chưa nợ. Mày khôn hồn thì đừng có xí vô. Từ từ trả nợ được không? Đâu cần gì phải quá đáng. Nè, mày nói ngon á thì mày trả nợ cho nó đi. Đúng, mày trả nó đi. Tao sẽ trả hết nợ giùm nó. Được. Mày nói thì nhớ giữ lời nghe chưa. Vậy mà tôi không bỏ ông được. Thiệt luôn á, tôi không biết đây là lương duyên hay là nghiệp duyên nữa. Giờ thoát khỏi mấy tụi giang hồ cho dai, cái dính vô ông bá này, xong cuối cùng cũng vô đây là ghê. Trời, giờ nói hai cái tên mới ghê nha. Thà bá ráp vô là khổ dài dài nha. Chắc cái nghiệp của tôi nặng lắm bà. Thiệt luôn. Không thể để tình bạn ba đứa bị chia rẽ như vậy. Anh tới đây làm chi? Anh tới đây để chất vấn em giùm ba hơn đúng không? Chắc chắn là anh không tin em đúng không anh? Được, bậy bạ không à.
Tao không tin mày tao qua đây làm chi. Hổm rại bên đó người ta chửi em chứ anh nghe đã lắm ha. Ủa? Chửi gì? Tao nghe chửi gì đâu. Mà hết nè. Tao nghĩ vậy nè. Mày với ba Hơn tình nghĩa mấy chục năm rồi. Bởi vì tao không muốn mày với nó trở mặt với nhau. Em cũng đâu muốn trở mặt với ảnh. Nhưng mà bây giờ những gì em nói ra ảnh nghe đều không lọt lỗ tai hết. Mày từng nói với tao mày coi ba Hơn như anh trai mày. Thì bây giờ mày nể nó người lớn. Mày nhịn nó một chút không được hả? Sao cứ phải làm lớn chuyện lên như vậy? Em có muốn gì đâu. Em cũng muốn làm mọi chuyện đó êm đẹp. Mà cái đó chỉ là một mình em muốn thôi, còn ảnh đâu chịu. Đúng rồi đó anh. Người ta đổ thừa ảnh. Hàng xóm bây giờ thì nghi kỵ ảnh. Anh hết ảnh bị quan mà. Hổng rầy, ảnh buồn lắm luôn á. Tao thấy như vậy nè. Hai bên nên bình tĩnh nói chuyện với nhau, rồi tìm cách giải quyết. Hết cách rồi anh ơi. Ảnh đâu có tin em. Nhưng mà mày thông cảm cho nó chứ. Mất số tiền lớn vậy nó phải nóng ruột. Tao nghe tao còn sót mà. Thì em biết vậy, em đã nhúng nhường xuống nước rồi. Mà người ta cứ làm tới. Cứ chửi em hoài sao em chịu được. Ai rêu rao? Chị có đó. Chị rêu rao từ đây cho tới ngoài chợ luôn. Bây giờ anh hết đi đâu hả? Cũng bị người ta xầm xì bàn tán nói xấu sau lưng ảnh. Anh thử nghĩ đi. Gặp anh tức không? Bây giờ em nói anh nghe. Anh tin em. Anh cảm ơn. Nhưng còn cái chuyện làm quệ với anh ba Hơn á, em nghĩ khó lắm. Tao thấy vậy nè. Nếu tao hẹn được nó mày tính sao? Thì anh hẹn được đi rồi tính. Thôi. Tao không có gì để nói với nó hết á. Nói tóm lại á, giờ trả vé số đi rồi nói chuyện. Ừ. Không lẽ mày với nó suốt đời không nhìn mặt nhau sao? Ôi, thứ bạn đó không nhìn sướng hơn anh ơi. Mà anh á cũng cẩn thận. Coi chừng á có ngày á thằng hết nó làm cho anh hối hận luôn á. Được. Mày thấy từ đó giờ tao đi chơi với anh em như thế nào? Tao có chơi xấu nữa không? Hồi đó nó khó khăn, ai giúp đỡ đó? Chồng em. Mày. Tao đối với nó như anh em ruột thịt. Nó còn muốn cái gì nữa? Nhưng mày nghĩ là đi, nó đối xử mày cũng đâu có tệ. Mày nhớ lần hai vợ chồng mày nửa đêm nửa hôm gây lộn 2 giờ sáng á, qua đập cửa nhà nó cũng đứng ra hòa giải đó. Ờ, tao nhớ. Bạn bè chơi chung giờ hai thằng ban vậy á, tao rầu hết sức á. Mày biết tánh tao mà. Được. Tao đã thương rồi á thì tao thương hết lòng. Còn tao ghét rồi á, tao ghét bỏ luôn á. Ba thằng chơi với nhau như kiền ba chân á, bây giờ gãy hết 2 cái, còn có 1 cái à. Chung quy cũng tại tiền mà ra hết á. Hết hồn mày. Tao nói giàu đổi bạn sang đổi vợ. Thằng này là nó phản bạn rồi. Nhưng mà mày thấy mày có nóng quá không? Không nha. Tao mà nóng hả? Là tao đập vô cái bản mặt nó rồi. Chứ không có nói chuyện nhỏ nhẹ với nó vậy đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng giải thích nó không lấy rồi mà. Tao cũng muốn tin lắm nó được. Mày nghĩ đi. Có tin được không? Có tin được cái chuyện vô lý này không? Đúng rồi. Nè anh nghĩ đi. Cái chuyện vô lý vậy sao tin được? Bữa đó nha, ba người nhậu chung với nhau. Chồng em mất vé số. Nó không lấy thì ai lấy? Đúng không? Đúng rồi. Ba thằng ngồi nhậu. Thằng Hơn mất vé số. Thằng hết không lấy. Thì tao không có lấy rồi nha. Tao không có muốn mọi chuyện đi đến cái nước này đâu được. Thay gì á, anh qua đây khuyên vợ chồng tôi á, thì anh nên qua nhà hết anh khuyên nó đi. Thì tao cũng mới từ nhà nó qua đây nè. Mày có qua nhà gặp nó, mày nói với nó, nó có lỡ lấy 3 tờ vé số của tao thì trả lại cho tao. Tao hứa với mày, trước mặt nó luôn, tao sẽ bỏ qua tất cả. Và ba anh em mình vẫn là kiền ba chân. Cảm ơn bà hôm trước cho tôi mượn tiền nha. Có gì đâu, thì mấy lúc tôi khó khăn bà cũng cho tôi mượn mà. Ê, mà tiền đâu có trả tôi lẹ vậy? Thì anh ba đó, ảnh nói nhà bà cũng khó khăn cho nên xoay tiền trả cho nhà bà trước đó. Thiệt,
Tại nói chung là Tết nhất cũng cần tiền thiệt. Bà sắm đồ Tết chưa? Chưa, tiền đâu sắm bà. Tôi nói Tết đủ thứ để lo. Tôi định rồi là Tết này sắm chừng bộ hay bộ đồ đó, tượng trưng thôi. Nói nghe thảm dữ. Thiệt mà, mỗi năm còn có gà để bán, năm nay chết ráo còn con nào ở đâu. Mà cá còn đầy hồ nha đó, mà mối lái không thèm vô thu. Tôi thì năm nay cũng không còn tâm trạng về ăn Tết nữa hết á. Mình cũng ráng ngót ngót cho có cái Tết với người ta thôi. Vụ mấy tài giấy số đúng không? Chứ còn gì nữa. Năm gì mà nó xui đủ đường hết à. Thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ thêm tức ha. Ha. Sang làm móng em. Dạ. Bữa giờ không thấy chị gọi em qua làm móng ha. À, tại chị chờ cho dọn dẹp làm xong hết công chuyện cái đã, rồi mới kêu em qua mần. Chứ mần sớm chi, trầy móng tay móng chân uổng. À, vậy khi nào mà chị cần thì chị gọi em ha. Ừ à. Thôi em đi nha, để khách người ta đợi người ta chửi á. À, vậy đi đi. Bà còn giận nhau hả? Ôi, hơi đâu mà giận người dân chứ cho nó mệt. Coi cái kiểu kìa, hơi đâu mà giận người dân, cái mặt kìa. Thôi. Cậu đi cậu đi. Có mồ hôi đâu? Có nhiều lắm á nghe. Thì xíu nữa về anh tắm anh xong liền gì? Không, bây giờ vẫn phải quạt cho mát. Thôi được rồi, để anh làm cho. Không. Nếu mà anh ngại á, anh nói ông chủ trả công rồi anh chia cho em. Tiền công của anh á, anh đưa hết cho em còn được, nói chi. Trời, cái gì mà quạt mạnh như vậy? Thưởng cho câu nói vừa rồi. Thôi được rồi. À, mà nhà em dọn xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi. À, em mới coi Tử Vi á. Tử Vi nói hả, năm sau hai đứa mình sáng sủa lắm luôn á nghe. Trời ơi, tin cái gì không tin, đi tin ba cái bói toán. Ơ, cái này không có phải là bói toán đâu, Tử Vi là khoa học đó. Nè, giống như năm nay nè, là hả nói anh là năm nay cuối năm sẽ gặp hạn, đúng không? Đúng quá rồi còn gì. Chị sách Tử Vi á, có nói cái cách giải hạn không em? Không. Ủa gì kỳ vậy? Vậy mình biết trước hay biết muộn cũng đâu thay đổi được gì đâu. Được chứ, mình biết trước thì mình sẽ né được. Biết gì đâu mà né. Thôi kệ đi, lỡ xui rồi cho xui hết năm nay luôn. Lỡ xui đầu năm, nguyên năm xui. Anh hết. Vậy nếu như đầu năm mình sáng sủa thì nguyên năm mình cũng sẽ được sáng sủa luôn đúng không? Hình như là vậy á. Ủa mà làm sao để sáng sủa? Em đã có cách. Tự nhiên đang buôn bán ngon lành, thằng Hết với thằng Ba Hơn nó cãi nhau làm chi, là mình mất hai cái mối ruột. Giờ thế nhé. Nam làm mình sáng sớm đứng mình lên buồn sao ạ? Ế buồn. Phải ha. Quan xá gì mà vắng y như chùa Bà Đanh. Này cái chùa, này Bà Đanh. Sao mày vui vậy? Tao bán ế mà mày đứng mày cười ngon lành à. Thì nói ăn ủi mà. Bên này không thấy chồng mày ghé luôn. Vậy đó, chồng con cũng buồn y chang như năm vậy đó.
á, được cứ rú rú ở trong nhà không à. Con kêu á là đi tới đi lui đi ra đi vô cho khuây khỏa, vậy mà có chịu đâu. Sao buồn? Thì đó, cái vụ ông Hơn với ông Hết đó, hai người giận nhau mà chồng con là đứng cửa giữa rồi khuyên lơn hai người mà đâu có ai chịu nghe đâu, nên ông buồn. Thì đó, tự nhiên ba đứa không đứa nào ghé quán hết trơn à, làm mất ba mối ngon lành. Một ngày nó uống mấy cửa cà phê đó. Thôi, Nam cũng đừng buồn, dù sao bây giờ cũng có con ghé mà. Bay uống gì? Không uống gì hết á, đứng nói chuyện chơi hay à. Dì Nam ơi, dì Nam. Sang. Ngồi nghỉ. Dạ. Uống gì, uống món hẹn. Con ngồi nghỉ xíu cho con thở xíu rồi lát con kêu sao kêu. Ủa, nay không đi mừng hay sao không thấy cái vỏ tùng ten? Có, con đi mừng móng hồi sáng rồi à. Mà con mới bên chợ xẹt về đây đó chứ. À vậy à. Dạ. Ủa mà mừng gì vui dữ hả? Bữa nay tâm trạng của em đang rất là hưng phấn. Ủa, đi chợ không mua gì hết trơn hả? Có, có mua. Có đâu, mua gì? Vậy? Giấu đâu bà? Có. Không bao giờ giấu ai cái gì hết nè. Chị Mèn ơi, bà không, bà phê vàng. Đẹp không, đẹp không? Ủa, thì sao giả vậy? Ê, trả lại cho em. Chèn ơi, em không có sợ vàng của em móp, mà em sợ răng chị mẹ đó à. Nghĩ sao em xài đồ giả vậy? Thì bình thường mà em đâu có sao đâu. Tại gần Tết rồi, chị thấy hả, người ta hay mua vàng giả để đeo vô hẹn người khác lắm. Không nha, mọi người sao nha, chứ riêng em hả, em thà không đeo, chứ không đeo vàng giả. Hên. Tính bay giống nằm. Ừ. Thà không có tiền thôi, khỏi đeo vàng. Chứ mà đeo á, là phải đeo thiệt nha. Đeo là phải đeo thiệt chứ. Chuẩn luôn, như vậy mình mới không có mất mặt. Đúng rồi. Dạ đúng rồi Nam. Trời, nhiều khi á mình đeo vàng giả, mình gặp cướp thiệt á, nó giật một cái á, chết hoang mạng luôn. Chị Lam. Trời đất ơi, chị có duyên lắm luôn á. Em mới mua vàng mà chị phun ra cái câu hên dễ sợ. Chị xin lỗi, xin lỗi nha. Phun nước miếng ra lại. Mới mua hả con? Nặng đô thiệt á. Dạ, mới ra lò luôn đó dì Năm. Thôi, cho con trả lại cái lò cho con nha. Sang. Dạ. Có bộ năm nay mừng ăn được quá hen. Dạ. Dạ, dạ, đúng đúng rồi. Bây giờ là mình phải cho mình chói sáng vậy nè. Đó, là nguyên năm mình sẽ sáng chói. Mấy đứa. Dạ. Quẩn quẩn đi ra coi sang tiệm giùm Năm. Ủa, sao vậy? Cái chỗ này đang ngon mà. Thôi đổi nghề, đổi qua nghề làm móng tay móng chân. Tiền nhiều, sắm vàng đã luôn à. Trời ơi, dì Năm này, em có. Đâu có giàu có gì đâu. Tại vì á, đây là tiền con dành giùm nguyên một năm luôn đó. Dạ, em dành giùm để em đưa cho má em, đặng nó sắm đồ Tết cho mấy đứa nhỏ. Vậy đó, mà má con thương con quá, lấy có phân nửa à, còn phân nửa kêu con thôi mua vàng đi để làm của. Nghe cũng hợp lý ha. Dạ, hợp lý quá đi chứ. À Năm hả, chạy vô nhà lấy hết tiền đi, đi sắm vàng đi. Trời ơi, chứ để nhiều tiền ở trong nhà rủi ăn trộm vô lấy là chết á. Trời đất ơi, lấy băng keo dán cái mỏ nó lại. Gì vậy? Chị lại có duyên lần hai à. Nghĩ sao vậy? Năm ở một thân một mình à, mà bay nói quen quen vậy. Người ta biết Năm có nhiều tiền, ăn trộm nó vô nó rình, nó bóp cổ lấy tiền của Năm sao? À, vậy là Năm á cũng có của ngầm thiệt nên mới sợ người ta lấy đúng không? À, đâu có gì nhiều, đủ ăn đủ mặc à. Ê, coi kìa. Đẹp hết vậy? À, đẹp, đẹp, đẹp lắm. Cái gì vậy? Anh ơi. Cái gì mà chạy dữ vậy? Anh ơi. Bị nợ dí hả? Còn hơn là nợ dí nữa. Chuyện gì? Con Sang nó sắm vàng đeo. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì. Nó sắm vàng đeo thì kệ nó, có gì đâu. Không lẽ em đi ganh tị nữa hả? Thôi, để em có tiền nên mua vàng ở vợ đeo nha. Không phải, em đâu có ganh tị với nó.
Vậy chứ sao? Trời ơi, chuyện vậy mà anh không nghĩ ra hả? Nè nha, con Sang nó nghèo như vậy, làm sao nó có tiền nó mua vàng nó đeo? Có phải hết mua cho nó không? Mà tiền đâu ra để hết mua, đúng không? Vậy là ý em là mấy tờ giấy số hả? Chính xác. Em có chắc không? Chắc như bắp. Con Lắm nó kể cho em nghe mà. Nó nói hả, con Sang á, sắm vàng đeo xong rồi đi khoe tùm lum khắp nơi luôn. Nhưng mà vậy cũng đâu có nghĩa là thằng Hết tặng vàng cho nó. Trời ơi, đương nhiên là nó phải xạo rồi. Bây giờ nếu mà nó nói thằng Hết tặng cho nó, chẳng khác nào á, nó nhận là nó lấy, đúng không? Ừ. Hai đứa này ghê thiệt. Miệng á thì nói không có lấy, vậy mà sắm vàng đeo tùm lum. Hai vợ chồng mình á bị nó xỏ mũi rồi đó. Được, nó kêu anh á giảng hoài với là thằng Hết. Anh nghĩ anh em định dĩ hoài với Quý, ai mà ngờ kỳ vậy. Nghĩ mà tức thiệt chứ. Nè, con Sang được thằng Hết tặng vàng, vậy là nó đã đổi ba tờ giấy số. Kỳ này anh sẽ đi theo rình, nó mà chia tiền ra một cái anh bắt quả tang luôn. Tra được gì không mà sao tới giờ lại chưa có về nữa. Em. Anh sao rồi? Đi nguyên ngày không có điều tra được gì hết á. Sao kỳ vậy ta? Có khi nào anh bị nó phát hiện không? Sao phát hiện được? Anh rình kỹ lắm mà. Sao nó giấu kỹ dữ vậy trời? Bị gì gãi dữ vậy? Rình ở trong bụi á, kiến nó cắn. Tội nghiệp gì? Bộ để em lấy dầu sức cho. Rác à, bên này nè à. Chưa có thấy kết quả mà đã thấy hậu quả rồi đó. Nhiều đây mà nhầm nhỏ gì. Em nghĩ mới có một ngày á, chưa có điều tra gì được đâu. Chắc phải 2-3 ngày mới được á. Thì giờ anh bỏ hết công chuyện đi theo điều tra nó nè. Hay là bây giờ em tính vậy, ngày mai á anh đi theo dõi thằng Hết, còn em đi theo dõi con Sang cho. Được không đó bà nghe? Được. Cực lắm á. Hai vợ chồng mình á, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Em nhắm được không bà nha? Được. Có chắc không? Chắc. Úi da, có sao không vậy? Trời ơi, trúng miếng thịt đau nè. À, con xin lỗi. Phạt lo luôn hả? Ừ. Lo nghinh ai vậy? Cũng có mà. Chị có quen cái người ngồi ở bển không? Không. Sao nãy giờ cứ ngó qua bên mình hoài à? Ngó bay á? Ngó con? Ừ. Ủa? Bay quen không? Không. Quen là con chạy lại con mừng rồi. Không có quen, nhưng mà hồi nãy nghe cái giọng á nó quen quen.
Năm, hay là dì Năm giúp con á, qua bên bển gợi chuyện hỏi thử coi. Ngó qua ngoài luôn. Cô Kiếm Ai hả? Người quen. Cô tìm ai? Cô nói tên đi. Tôi ở đây mấy chục năm, ai tôi cũng biết á. Tôi chỉ cho. Tìm được rồi. Kiếm được rồi, kiếm người quen. Đó, nghe cái giọng, cái âm á, quen quen không? Có, con thấy quen lắm luôn á. Con vẫn chưa nhớ ra là ai. Chết cha, không lẽ bị phát hiện rồi ta? Hú hồn, hồi nãy kêu nước trả tiền luôn rồi, hết hồn luôn á. Lạ hen. Lọt xuống mương nè. Trời ơi, tội dữ. Còn em hả? Em đi rình sang sao rồi? Sáng giờ em đi rình á, nó đi làm móng từ đầu trên xóm dưới mà em có phát hiện được cái gì đâu. Khổ thiệt chứ. Thôi anh đi vô trong tắm rửa đi, hôi quá à. Kiểu này chắc là phải tìm cách khác thôi. Con gái. Dạ. Con có thích ăn cú kiệu không? Dạ thích. Má, tại sao người ta gọi là cú kiệu vậy má? Má nghe bà ngoại kể á, ngày xưa có một cô công chúa tên là Kiệu. Cô này á rất là thích trồng trọt. Rồi một hôm cô phát hiện ra một loại cây lạ, cô mang về trồng. Sau đó nhận lại được một củ có vị nồng nè, vị gắt nè. Rồi cô dâng lên cho Đức Vua ăn. Đức Vua ăn khen ngon và quyết định đặt tên loại củ đó là củ kiệu. Má, vậy mốt con tìm được củ lạ con đặt là yến hả má? Ừ, lúc đó đó con muốn đặt tên gì con đặt ha. Dạ. Ừ. Năm ngoái á, nhà mình làm mấy hũ kiệu lận. Năm nay á, làm một hũ đủ ăn thôi nghe. Nói sẵn làm nhiều nhiều đi, cho nội ngoại mỗi người một hũ. Năm nay khỏi đi. Sao được, năm ngoái cho má rồi, năm nay không cho kỳ lắm. Đâu có nhiêu tiền đâu. Anh nói vậy thôi, làm y như năm ngoái. À quên nữa,
Có phải em nói cái vụ con Sang sắm vàng cho có nghe không? Đúng rồi. Thì nó sắm vàng, em nói nó sắm vàng, chứ em đâu có nói là nó sắm hậu soạn đâu. Em ơi, em nói như vậy á, em làm cho vợ chồng ba Hơn càng nghi ngờ thêm nữa. Ủa, mắc cười quá. Có làm sao em nói như vậy? Rồi ai suy nghĩ làm sao á thì kệ người ta đi, mắc mớ người ta em. Công tình anh giảng hòa bấy lâu nay, em làm như vậy giống như em châm dầu vô lửa rồi. Mai mốt á, làm ơn em làm cái gì, em nói gì suy nghĩ giùm tôi cái. Thì em cũng suy nghĩ rồi đó. Em suy nghĩ gì? Em suy nghĩ á là bây giờ mình nên nói liền hay là để từ từ nói. Rồi em nghĩ thôi mình nói liền đi cho nó nóng, chứ từ từ nói làm chi, nó nguội làm sao. Để từ từ nói sình bụng đúng không? Con vợ như em á là khỏi đi đâu hết, ở ngay tại cái nhà này thôi nè, là biết hết chuyện cả thế giới loài người này luôn á. Anh này, anh. Cái gì? Hồi sáng em đi chợ á, em thấy người ta đi sắm đồ Tết quá trời luôn. Vậy chừng nào vợ chồng mình mới đi sắm đồ Tết vậy? Ba, nhớ sắm cho con một bộ đồ Tết nha ba. Em sắm cho em với cho con đi. Anh khỏi sắm, anh mặc đồ cũ được rồi. Anh nói vậy sao được? Đồ cũ hồi Tết năm rồi á, nó cũ hết rồi. Năm nay ít nhiều gì mình cũng sắm bộ hai bộ mình ăn Tết với người ta chứ. Thôi để từ từ anh tính. Từ từ tính. Tết anh ơi, anh hay nắng tình em thương nhớ. Anh phụ em rồi anh không tới nữa, để viên cho buồn heo. Chị Nam, bán con ly cà phê đem về. Ủa, sao nay nó không ra đây uống? Dạ, anh bận làm công chuyện ở nhà. Tụi nó né quán nằm chứ. Đâu có, hôm nay anh bận thiệt. Chị Nam, cho tôi một ly cà phê đá như cũ. Cho tôi một ly cà phê đá như cũ. Có tiền mới bán. Kêu con ly cà phê đá không mà nói một câu nghe mất tình nghĩa dễ sợ. Ai không tình không nghĩa hả? Biết thiếu bao nhiêu ly rồi không? Mấy ly? 15 ly. 15 ly? 20 ly trả. Ê, mày banh con mắt mày lên mày nhìn cái quán tao coi. Ai cũng như mày, mỗi người thiếu 20, 20, 20. Chắc tao dẹp quán, tao bán quán quá. Bán tao luôn đi nè. Trời ơi, Năm ơi. Thôi về tính gọn vậy nè. Ly này con nhất định trả. Chắc chắn, uy tín. Trả tiền ly này rồi 15 ly kia đâu? Hả? Khi nào trả? Con tính gì cho gọn nè. Ly này con chắc chắn trả. Con hứa chắc chắn. Thì mấy ly sau cũng vậy thôi. Từ từ trả. Hey, mày có một câu. Con thiếu nợ dai chứ không bao giờ quỵt. Đúng không? Ê, tao không có cho thiếu qua Tết đâu nha. Đó, thì con chỉ có thiếu thôi chứ con không có quỵt. Nè. Thôi làm ơn đi, vì làm con ly cà phê đá đi. Từ từ có tiền con trả mà. Thôi thôi thôi, từ từ có tiền con trả. Trời ơi, chờ mày đánh bài có tiền hả? Trời ơi, chắc tao mọc râu quá. Ai cũng chờ đánh bài để có tiền thì thôi á, người ta đi đánh bài hết. Người ta không có lo mần ăn gì hết á, ha. Mơ mộng tiền bạc từ bài. Thì con rảnh con mới đi đánh bài, có việc làm con đi đánh bài làm chi? Vậy có việc làm mày làm không? Việc nào có tiền là con làm hết. Thiệt hen. Bảo đảm gì luôn. Nhớ nha. Dạ. Nè con. Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, con gửi tiền. Trước ta mắc nợ mày à, thương dì Năm quá. Ê, nói nghe. Gì đây? Ê, nói nghe. Gì? Có vụ này làm không? Vụ gì à? Chơi lớn gì luôn hả? Sao? Dám làm không? Hay là sợ? Sợ gì? Có tiền thì làm thôi chứ. Ủa, tiền bạc sao?
Yên tâm, tiền bạc đàng hoàng, xong phẳng. Bộ sao tên... Ủa chứ ngoài em ra đâu có cô nào chịu dám tới nhà anh đâu. Anh nói vậy giống như anh là hàng giả, có mình em hốt. Ừ, cái này là tự em nói nha. Tha cho anh đó. Ui đau. Mà sao tới trễ quá vậy, làm người ta đợi lâu muốn chết luôn. Đáng lẽ là qua sớm rồi, nhưng mà tại má em á, má giữ lại đến nói chuyện, thành ra mới tới trễ. Ủa? Má nói chuyện gì vậy? Thì má lại lôi mấy cái chuyện mai mối ra để nói. Má bắt em phải đi gặp mấy người bên mai mối đó. Mà coi bộ má em thích đuổi em ra khỏi nhà quá hả? Tại vì má nói á, cỡ tuổi em bây giờ nè, là hồi xưa má đã tay bế tay bồng rồi, cho nên má sợ em ế. Sao ế được? Cái thời của má em khác, cái thời của em khác. Em á là anh chắc chắn không bao giờ ế đâu. Em cũng giải thích với má vậy đó. Thôi thôi thôi, bỏ đi, kệ đi. Bây giờ má nói cái gì em cũng bỏ ngoài tai hết á. Giờ em bình tĩnh lắm, em yên phận rồi. Em biết là tại số em nó làm sao đó, cho nên là thôi, người ta không có chịu lấy mình thì thôi, mình chấp nhận thôi chứ giờ làm sao. Ủa, ai không chịu lấy em? Không chịu lấy em rồi anh lấy ai? Anh đó nha. Thấy ghét anh lắm. Ngày nào anh cũng phải nói với em câu này đó nha. Ừ, anh biết rồi. Anh á, anh mà lấy con quỷ khác là em cho anh thành con quỷ luôn. Gì vậy? Yên tâm đi, anh không dám đâu. Ngoan quá à. Ở bên em anh sẽ là thiên thần, bên con khác anh sẽ thành ác quỷ. Ghê luôn á hả? Không dám đâu, ở bên em thôi. Mà nè, nãy em qua, má em có biết không? Không, sao má biết được? Rồi lỡ em qua đây, má em đi kiếm em, rồi thấy em ở nhà anh, rồi biết nói làm sao. Ê, hay là tụi mình đi ra ngoài hóng mát em? Ờ. Ê, có sao kìa? Nay trời đẹp quá ha. Nhột quá anh. Trời ơi, em đừng có chọc anh. Anh đừng có chọc lấy em nữa nhột. Tay anh đi, anh chọc em đâu. Tay em cũng đây nè. Tao chọc tụi bay nè. Quỷ. Mấy anh bình tĩnh. Con quỷ nào có được hết. Bình tĩnh lại đã. Đừng yên. Dạ. Hai bình tĩnh. Hai bình tĩnh hai anh, đừng manh động. Dạ hai là ai em? Đừng yên. Dạ, đang đứng yên rồi nè anh. Thấy rồi, nhưng mà không được động đấy. Mình đừng có giỡn mặt nghe chưa? Mình đừng giỡn mặt với ăn cướp nghe chưa? Giỡn mới thiệt mà. Giờ anh muốn gì anh? Nó hỏi mình muốn gì kìa anh. Ăn cướp mà không hỏi muốn gì. À, ăn cướp thì muốn ăn cướp. Mày á. Dạ. Bao nhiêu tiền mình đưa hết rồi đây. Dạ, hai anh bình tĩnh. Bình tĩnh. Dạ. Những gì? Dạ, không có nhìn mà đang nghe.
Rồi cái gì? Không có chuyện gì hết á. Để ba đây. Dạ. Em còn dưới đây. Đếm nó coi. Nó có 50 hả anh? 50 hết. Dạ. Ui, tại sao có 50 ngàn vậy? Dạ. Mà có bạn gái rồi. Lớn cái đầu rồi mà giờ có 50 ngàn là sao? Dạ thì đi chơi như đó đủ rồi anh. Đi uống trà sữa thôi mà. Dạ đúng rồi. Cô mày. À chị. Mày đứng chuyện ra, mày có bao nhiêu tiền? Bước ra. Anh bình tĩnh, như đó chưa đủ với anh nữa. À. Không, 50 ngàn cái lấy gì đúng. Con nói đây, bao nhiêu tiền? Em có. Có anh. Em có. Đợi. Để mày. Dạ đây. Bình tĩnh anh. Em. Dạ cũng 50 luôn anh. Tại sao tụi bay hai đứa mỗi đứa có 50 vậy? Hả? Rồi tụi bay chọi sớm một cặp thấy gì? À vậy đúng rồi anh, hay quá à. Tụi em là một cặp sang hết á. Tức là tụi em dù nghèo mà nhìn tụi em vẫn rất là sang. Tao thật cái là hết sang luôn thấy không? Dạ anh bình tĩnh. Kìa. Dạ. Đừng có xạo với tao. Tao nghe nói là mày vừa trúng số đúng không? Dạ. Trúng số dạ, gì đâu anh? Gì có. À, ai đồn nhở? Đừng có xạo. Mày trúng số mày cướp tiền rồi. Cướp tiền ở đâu đó? Dạ, thiệt tình là em không có trúng số gì hết á anh ơi. Mà dắt tao đi vô lấy tiền được không? Dạ không có. Anh ơi, ảnh không có trúng số thiệt mà. Dạ. Ảnh nghèo lắm. Vì sao hết? Tao thọt nữa mọi người. Khoan đã. Anh muốn thọt bạn gái em thì anh hãy thọt em trước đi. Chứ em đâu có tiền đưa cho anh đâu. Không chịu đâu. Anh ơi. Cái gì? Anh đừng có gây nghiệp mà. Ăn cướp mà nó không gây nghiệp. Anh tha cho tụi em đi. Thiệt á, tụi em mà giàu là tụi em khác rồi, không có như vậy đâu. Anh ơi, đứa nào nó đồn bậy đồn bạ đó, chỉ có thằng ngu mới tin thôi. Đúng rồi, chỉ có thằng ngu mới tin thôi. Đúng rồi. Dạ. Mà nói là ngu không? Không, ý em nói là một thằng ngu, còn đây có hai thằng lận là không phải tụi anh. Đúng rồi đó anh, nó nói đúng anh, ở đây mình tới hai thằng lận. Đúng rồi. Mày đang chứng minh là mình là hai thằng ngu đó. Không có mà. Mày nói mình trốn hết kìa. Ôi, không có tiền thiệt hai không? Bình tĩnh hai, đừng manh động mà hai anh. Mày bắt đầu ngay thôi đó rồi đó. Dạ. Lấy 100 ngàn chưa? Dạ rồi anh. Lấy đi. Quay bước kia. Quay đâu anh? Quay bước và làm sao? Dạ. Không được nhìn đó. Dạ. Nhìn ra nó thọt. Dạ. Nhìn ra nó thọt liền, đó chứ. Dạ. Mày biến ngu, bị tao lừa. Dạ, sao vậy? Chết rồi. Nó thọt anh rồi hả? Không sao. Đây có sao không? Không sao. Nó thọt anh rồi hay sao? Nó đạp anh thôi, không sao hết. Không có sao mà. Em có sao không? Không, nó không làm gì em hết á. Nó hết hồn luôn á. May quá, cũng hên là không sao. Ừ, thiệt tình á. Nhà mình nghèo như vậy mà tụi nó cũng không tha nữa. Không hiểu sao lại có ăn cướp ở nhà anh nữa chứ. Ê, hồi nãy em nghe giọng hàng ăn cướp thấy quen không? Cũng có cảm giác giống như em đúng không? Ừ. Không chỉ là cái giọng quen đâu mà cả cái mùi nữa. Cái mùi nó lạ lắm. Em chưa bao giờ ngửi cái mùi nào như cái mùi này. Em nghe được cái mùi của nó luôn hả? Mùi em thích lắm á. Bây giờ mình tính sao anh? Còn tính gì nữa. Mình mất cũng không có nhiều tiền hết. Mở vô nhà lỡ tụi nó quay trở lại chắc chết luôn á. Có hả? Dạ. Em làm cái gì mà nãy giờ em giống như gà mắc đẻ đi tới đi lui hoài vậy? Đâu có. Không có mà nãy giờ em cứ qua đi lại anh coi tivi không được luôn kìa. Vậy hả? Em xin lỗi nghe. Em làm gì vậy? Làm gì cứ ngóng ra đó hoài vậy? Hả? Em ngóng lắm. Em ngóng lắm chị. Nó nói là hôm nay nó sẽ qua, nó kể cho em một chuyện rất là quan trọng. Mà em không biết nó kể chuyện gì nên em nôn nóng quá, em ngóng nó. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì. Em với anh Lắm mà xúm lại với nhau á, toàn là nói xấu chồng con không chứ gì. Vậy mà cứ ngóng nó làm chi, xúc ruột chứ không biết nữa.
Đẹp làm sao dáng xuân im trong lòng người. Đẹp làm sao. À anh, từ ngày mai á anh khỏi phải đi rình hết nữa nha. Ủa sao vậy? Em thấy anh cực quá. Hai ngày nay anh cũng quải thiệt chứ. Anh cứ ở nhà đi, để đó em lo cho. Gì? Bộ em định đi rình đó hả? Đâu có. Ý em là em sẽ nghĩ cách khác. Không khai cái gì hết, chỉ có được 100 ngàn thôi. Là sao? Cướp được 100 ngàn. Cướp gì có 100 ngàn vậy trời? Đóng giả ăn cướp, phải làm cho ra giả ăn cướp chứ. Mà nó không khai gì thiệt luôn á hả? Nó không có khai cái gì hết trơn. Ông có làm đúng kế hoạch không? Ông có khống chế sang không? Có sao không có? Tôi khống chế sang mà cái mặt sang xanh lè xanh lét. Nhưng mà tao nói chuối mà làm hết vẫn không có khai ra. Nó không có khai ra cái chỗ nào mà giấu tiền hay là trúng số trúng gió gì hết. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ nó thương tiền hơn thương tính mạng của nó sao ta? 100 cái chuyện này tôi nghĩ là nó nói thiệt. Tại vì lúc đó cái mặt tôi độc ác lắm. Tôi không tin đâu. Không tin thì kệ. Mệt quá. Tôi làm xong chuyện rồi. Đưa tiền tôi đi. Ê, bây giờ kế hoạch không thành công, lấy 50% thôi nha. Ê, không có kỳ kèo nghe. Không có chơi trả giá nghe. Chứ giờ chuyện làm chưa xong mà đòi lấy hết là sao? Hứa với tôi làm sao? Làm xong trả tiền liền. Trang đủ, không trả đúng không? Tôi la lên cho hàng xóm biết. Đứng đi. Bỏ luôn. La nữa là la vô ra bây giờ. Đủ rồi. Có chuyện gì nhớ nhờ tôi nữa nghe. Tôi làm cho. Đi về. Được tin gì rồi còn bị mất tiền nữa chứ. Dì Nam ơi. Dì con. Gì vậy? Bữa nay nghe là xóm mình có cướp rồi đó nghe. Cái gì vậy? Nào giờ xóm mình bình yên lắm, làm gì có cướp. Hả? Vậy mà bây giờ có rồi đó. Đây nè, tối hôm qua con với anh hết bị cướp đó. Hả? Trời đất ơi,
Bay có bị gì không hả? Sợ lắm, nó cầm con dao vậy nè. Nó kệ, sợ lắm luôn á. Đau, đau. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cảm giác của con cũng như vậy đó. Đau lắm, sợ nữa. Xong rồi cái nó đòi thọt con. Mày có sao không? Không sao, anh hết anh cứu con. Anh mới la lên, anh kêu tụi nó thọt ảnh đi. Thằng hết có bị gì không? Cái nó, nó hù thôi. Nó không có thọt, nhưng mà nó đạp vô mông anh hết một cái, anh té sấp mặt ảnh luôn. Cái mặt nó có bị sao không? Hên lắm, không sao, còn đẹp trai. Không lại thôi chứ con hú hồn thương suốt đời luôn. Không sao là được rồi. Nhưng mà nó có cướp cái gì không? Có chứ. Hả? Mất nhiều? Con nhanh hết á, mỗi đứa chỉ có 50 thôi à. Vậy mà tụi nó cũng nở lòng nào, tụi nó lấy hết luôn. Trời đất ơi, hai đứa bay á, có tiền không để ở nhà, tự nhiên mỗi đứa cầm 50 triệu đi ra đường làm cái gì không biết nữa. Con với anh hết, hai đứa cộng lại là bị mất tới 100.000 lận đó. Thì đó, hai đứa cộng lại. Ủa kỳ vậy, đứa 50 triệu, đứa 50 triệu, hai đứa 100 triệu, 100 ngàn là sao? 50 triệu hồi nào? Hai đứa mỗi đứa có 50 ngàn thôi, cộng lại là được 100 ngàn. Vậy mà tụi nó cũng nở lòng lấy hết 100 ngàn của tụi con. Mừng quá, bay ơi, cảm ơn tụi nó đi. Cái gì? Cảm ơn nó hả? À, có 100 ngàn hả? Thôi, 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 thôi. Mình không sao là được rồi con ơi. Không dám đâu, cái này là do số con hên thôi. Đáng lẽ nè, trước hôm qua đó là hả, trước tối đó là con đi tắm nha, con có đeo nhẫn à. Mà cái con tắm con phải tháo nhẫn ra, rồi tự nhiên trời xui khiến sao đó cái con quên đeo lại à. Đó, may là vậy chứ không thôi nó thấy là nó lột luôn rồi. Em mừng em. Bởi vậy hả, giờ là con tháo hết, con đeo gì nữa khóa lại, cất hết khóa lại luôn. Gần Tết rồi tụi nó manh động quá. Đúng rồi, cho nên là gì phải cẩn thận nha. Chết chết chết. Sao mày nói làm tao sợ quá. Sao vậy? Cái gì ở mình à, lỡ sáng sớm còn tò mò vắng người, lỡ mò dọn hàng, trời ơi ở đây vắng lắm luôn á, không có ai, cái nó nhào vô nó dí vào nó đòi thọt chị Năm. Trời ơi chắc chết con ơi, chắc chết. Chị Năm, chị Năm, chị Năm, bây giờ chị Năm phải chọn lựa đi. Một là chị Năm phải tháo hết bông tai rồi nhẫn chị Năm cất đi, còn không là mất hai cái lỗ tai, mất luôn hai cái ngón tay này đó. Trời ơi mày nói ghê quá à. Trời, cái điều này phải kiếm người về ở chung chứ ở mình không được rồi. Khoan 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 khoan, dì Năm bình tĩnh lại đã, khoan hốt hoảng. Sao vậy? Tự nhiên con thấy nghi nghi à, con cũng đang điều tra vụ này. Con cảm giác cái thằng cướp này là người quen, chứ không phải là người lạ ở vùng khác mà tới đây đâu. Sao bay nghi vậy? Trong lúc giằng co, đôi khi nghe cái giọng của nó quen lắm. Nhưng mà tiếc là trời tối quá, thành ra là con không có nhận diện kịp. Chứ không là... Ý, nhưng mà cái thằng này nó có cái mùi, cái mùi của nó lạ lắm, đặc biệt lắm. Nếu như mà con được ngửi lại cái mùi này một lần nữa, chắc chắn con sẽ nhận ra là ai. Hay quá em. Hả? Ủa? Chứ gì Năm không biết là cái mũi của con thính lắm hả? Thiệt hả? Trời ơi, chị Năm tắm rồi mới ra dọn hàng đúng không? Đúng rồi, tắm tối hôm qua trước khi ngủ. Hả? Nhưng mà tắm nhiều xà bông lắm nè, ngửi cái là ra liền. Đúng rồi, thì tắm xong đi ngủ đâu có mừng gì đâu, sáng sớm còn thơm. Đó, thậm chí nha, giờ chị Năm mà có chồng hay chưa chồng là con ngửi cái cũng biết luôn á. Ơ, mấy nói xùm xàm đó. Này, giỡn thôi. Mà nói là bỏ qua cái chuyện, mấy cái chuyện á, mừng quá là. Biết không, mất có 100.000 là mừng lắm rồi con ơi. Mất 100.000 mà mừng chứ sao. Trời ơi, gần một ngày làm móng của con đó. Cụ đi thay người trong cái rủi có cái may đó con. Có đâu, tiếc lắm. 100.000 là mua được 2 ly trà sữa xỉn trên Sài Gòn rồi đó. Trời ơi, rên rỉ hoài. Tiếc 100.000 phải không? Đúng rồi, đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Chúc Năm cho 100 được chưa? À, Năm tốt quá à. Thôi để con làm móng cho Năm, rồi Năm cho con tiền, vậy đi nha. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Thiệt chứ, trời.
Chào em. Trời. Cái gì vậy? Xe đẹp quá. Đẹp không? Wow. Mới mua hả anh? Ừ, mới mua á. Mắc không? Có hàng mấy triệu chứ nhiêu đâu. Ồ, giàu dữ hen. Bình thường thôi. Ủa, anh đi đâu đây? Mới chở chị mày đi chợ sắm đồ Tết. Ồ, dư dả. Bình thường thôi. Ủa, em đi đâu ạ? Em có hẹn khách đi làm móng nè. Vậy hả? Lên chở giùm cho đi, bộn chứ chất cực. Ui, được vậy còn gì bằng. Anh em à, leo lên. Khoan. Sao? Vụ gì? Rồi, đi. Anh này. Hả? Làm quá vừa thôi, bộ em dơ lắm hả? Quên, tánh anh kỹ lưỡng mà. Vậy thôi, đây, mượn. Trời ơi, cái khăn lau xe của người ta. Ủa, kỹ cho tới luôn chứ. Anh em quá. Dán ra. Hả? Nữa hả? À, thấy không? Chuyên nghiệp không? Dễ sợ. Để lên, đội mũ vô. Dạ. Được. Ê, trời ơi. Gì vậy? Em ghê luôn. Làm hết hồn. Thôi để khi nào rảnh á con nói tiếp nha. Giờ con chạy về con nấu cơm cái. Đi chứ. Đi mẹ ơi. Dạ. Sao quá trời đồ ở trong vậy? Mới mua hả? Dạ đúng rồi, con mới mua á. Lấy coi có gì đẹp không? Thôi coi kiểu coi. Dạ. Năm. Ý. Đẹp không? Đẹp. Này Năm thích nè. Năm thích mấy nằm màu nổi nè. Dạ. Đẹp. Dạ. Trời ơi, đi đám cưới đẹp lắm Năm. Vừa ha. Dạ, Năm. Cái đó của con. Dạ. Con nhỏ này. Dạ. Thì cũng bay với ai lấy đâu nè. Dạ. Ê bà Lắm. Tôi thấy có cái màu vàng vàng gì đẹp quá kìa, lấy ra coi. Nè, cái này nè. Trời ơi, áo đậm. Hợp không? Hợp với tôi không? Sang ghê. Sang ghê luôn. Dạ. Sang nha. Dạ. Công nhận đẹp. Dạ. Trời, nó nhiều mẫu lắm. Con kìm lòng ấy, chứ không mấy là còn sắm nữa, còn mua nữa. Sao hôm nay đi sắm đồ mà không rủ tôi vậy? Tại vì cái con bé ngoài cửa hàng á, nó có đồ mới về, cái nó nhắn tôi, cái tôi hứng chí tôi chạy ào ra tôi mua, cái tôi quên đâu có nhớ rủ rê ai đâu. Dạ. Chèn. Dạ. Mới hôm bữa ngồi than thở là không có tiền sắm đồ Tết, mà bây giờ sắm quá trời hen. Dạ. Thì coi như là cũng xong cái Tết rồi đó Năm. Ủa mà bà mua mấy cái này hết nhiêu vậy? Cũng không nhớ đó đâu, chắc cỡ 2 triệu á. 2 triệu mà được quá trời nè. Cũng rẻ hen. Bà thích hả? Chạy ra chợ mua liền đi, còn nhiều kiểu đẹp lắm nha. Thôi để bữa nào đi hen. Thôi tôi về trước nha. Nhâm ơi, con về trước nha. Hôm qua thì em nghi thằng Hết với ông Sang, rồi hôm nay em nghi qua ông Được với là bà Lắm. Ủa gì kỳ vậy? Thì đúng rồi, chính mắt em nhìn thấy bà Lắm bà sắm đồ Tết quá trời luôn. Ủa thì Tết nhất ta sắm đồ Tết coi đâu lạ trời. Vấn đề là tiền ở đâu ra mà bà sắm. Nè nha, ao cá thì bà chưa có bán được, mà tánh bà Lắm em rành lắm, bà kẹo dữ lắm. Tự nhiên bà dám bỏ ra hơn 2 triệu để bà sắm đồ Tết, anh thấy có nghi ngờ không? Thì nhiều khi Lắm nó mượn tiền gì Năm thì sao? Không có đâu, chính vì Năm còn ngạc nhiên nữa mà. Vì Năm thấy bà sắm đồ Tết đó, vì Năm ngạc nhiên lắm. Vì Năm nói trời ơi, đồ đẹp quá. Anh. Cái gì? Có khi nào á, bữa giờ mình nghi lộn người không? Trời ơi, em sao làm anh rối quá. Riết rồi ai em cũng nghi đó. Mốt cho em nghi qua vì Năm luôn quá. Anh tào lao quá. Muốn biết thật hay giả thì cũng dễ thôi.
Nói thiệt không? Thiệt còn hơn chữ thiệt. Không tin hả? Anh qua bên nhà ảnh coi đi. Xe còn để ở bển đó. Vô lý quá. Hôm trước anh được còn nói với anh á là không có tiền ăn Tết. Tiền đâu mua xe? Thì đó, trong khi cái ao cá nhà ảnh cũng không bán được, vậy thì tiền đâu? Chồng mua xe mới, vợ sắm đồ Tết. Anh không thấy lạ hả? Thì cũng lạ đó. Ừ. Nhưng mà sao? Anh có nghĩ giống như em không? Nghĩ gì? Anh được chính là người đã lấy cắp mấy tờ vé số của anh ba Hơn. Không có đâu. Anh chơi thân với anh được từ nhỏ. Anh được á, anh được với cái tên của anh vậy đó. Anh không có tham lam đâu. Làm sao mà anh chắc chắn được? Anh không nghe người ta hay nói câu là biết người biết mặt không biết lòng hả? Nè, bây giờ cái chuyện mà anh ba Hơn bị mất vé số là rành rành ra rồi. Mà anh thì không phải là người lấy. Ừ. Vậy thì người còn lại chỉ có thể là anh được thôi. Tại vì hôm đó cái lúc mà đi nhậu, ngoài anh ra thì chỉ có anh được. Đúng không? Anh nhớ rồi. Hôm bữa anh được anh xỉn trước. Sao anh lấy được? Xỉn trước? Ừ. Thì tỉnh trước. Tự nhiên ba dám bỏ ra hơn 2 triệu để ba sắm đồ Tết. Anh thấy có nghi ngờ không? Xe mới hay sao? Đã chứ sao? Đúng là có tiền sướng. Mà anh cũng kỳ nữa. Cái này á, là xe mới mua của anh hai. Anh gửi mình thôi. Anh xách xe anh chạy phà phà làm chi vậy? Anh về anh rầy mình sao? Có gì đâu. Ông đi du lịch, ông nói nhà cần gì cứ lấy xe đi. Với lại xe mà không chạy để đi cũng hư á. Không hiểu sao mà đàn ông mấy anh hả, mê xe dữ thần vậy không biết. Chứ sao, đàn ông nào mà không mê gái. Ê, lộn, đàn ông thằng nào mà không mê xe. Ừ. Mà em nữa. Ừ. Đồ nước ngoài gửi về mà nói là mua mấy triệu là sao? Thì em cũng đâu có cố tình đâu. Mà tại vì năm vậy hỏi được cái sẵn nói luôn cho sơm tụ. Hai, em đi thử đồ. Đúng là phụ nữ. Anh hết.
Không, tóm lại là hiểu lầm thôi. Ông Được không có trúng số, cũng không có lấy giấy số luôn. Em đừng có đoán mò nữa nha. Khoan, anh. Gì nữa? Nhưng mà anh chắc không? Chắc gì bắp. Em đâu có biết đâu, mai mốt em không nói lung tung nữa. À, hồi nãy qua nhà anh Được có đụng mặt ba hơn. Vậy là ảnh cũng qua bên đó để lục hả? Ừ, chắc là ảnh cũng nghi y như mình. Mà vậy cũng hay, kỳ này chính tai anh nghe để ảnh không còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà anh với ảnh có nói chuyện với nhau không? Không, vừa lẻn ra Được là tụi anh giọt lẹ liền. Chứ để ông Được ông biết mình nghi ổng, không biết nói chuyện với ổng sao luôn á. Tờ giấy số không có ở bên nhà của ba Hơn, cũng không có bên nhà anh Được, và càng không có bên anh hết. Không lẽ tờ giấy số bên nhà mình? Trời đất ơi, sao mình suy nghĩ tào lao dữ vậy trời. Ba ông này tự nhiên thấy nghi nghi rồi nha. Anh sao rồi? Có không mà sao im im vậy? Thì không có anh mới im. Anh có kiếm kỹ chưa? Kỹ hết rồi, lục khắp nhà nó rồi. Sao kỳ vậy ta? Vậy nó giống mấy tờ giấy số đó ở đâu? Nè, anh có giấu em chuyện gì không vợ? Không, giấu em chuyện gì đâu. Thôi anh mệt quá, cho anh vô nghỉ xíu nha. Ê, nè, anh mà không nói rõ là không yên với em đâu nha. Anh, nè anh nói đi, ông Được ổng không lấy thì ai lấy? Không lẽ tiền từ trên trời rơi xuống với đất chui lên hả? Nè, có phải là anh giữ thể diện cho bạn anh rồi anh nói dốc em đúng không? Em nghĩ gì kỳ vậy? Anh hai của ổng gửi cho ổng chiếc xe đó. Thiệt hả? Thiệt. Anh qua nhà lục nhà người ta, vợ chồng ổng về, anh núp ở dưới gầm giường, anh nghe hết. Ủa vậy hả? Trời ơi, vậy là thiệt rồi. Ai mà cũng biết đâu nè, tự nhiên ổng đi xe mới, rồi ổng sắm đồ mới nữa. Rồi hồi nãy anh về á, anh cứ im im không có nói gì hết trơn. Ai mà không nghi cho được. Anh buồn á là tự nhiên anh em chơi với nhau từ đó giờ, giờ nghi kỵ lẫn nhau tùm lum hết á. Thôi, như vậy cũng tốt, coi như là mọi chuyện sáng tỏ. Nãy qua bển anh gặp thằng Hết nữa. Hả? Gặp thằng Hết nữa? Ừ. Ủa, mà nó qua bển chi? Thì nó cũng điều tra giống anh vậy. Vậy là nó cũng nghi ông Được. Chứ còn gì nữa. Vậy là thằng Hết nó không có lấy ba tờ giấy số của mình đâu. Thằng Hết nó không lấy, ông Được cũng không lấy. Vậy thì ai lấy ba tờ giấy số trúng độc đắc chứ? Thằng Tủn á, nó nói mình trúng ba tờ giấy số độc đắc. Mà mình kiếm không có được ba tờ giấy số, vậy thì đâu có gì chứng minh mình trúng số đâu. Tụi anh em nghi kỵ lẫn nhau tùm lum tùm la, hàng xóm láng giềng xáo trộn hết trơn hết đó. Có khi nào á thằng Tủn nó nói xạo mình trúng số không? Ờ ha, cũng có lý. Dì Năm ơi, dì Năm. Con nè. Con nè, dì Năm. Ủa? Bà đi đâu trễ khuya quá vậy? Trời ơi, con đi công chuyện ngang đây, thấy nhà dì Năm còn sáng, con kêu thử coi dì Năm còn thức không, vô chơi. Vậy á, vô nhà nói chuyện. Ủa, Năm lột vàng bỏ vô đây chi vậy? Đem cất.
có làm chi. Trời ơi, mày không biết chuyện gì hết trơn hả? Dạ không. Tối hôm qua thằng Hết với con Sang bị ăn cướp. Thiệt vậy hả? Ừ. Cướp ở đâu? Ở ngay tại nhà nó luôn mới ghê chứ. Tụi nó nói là đang hóng mát gì đó mà cướp nó vô tận nhà luôn. Kinh thiệt á. Bây giờ tụi nó manh động ghê nha. Con á, con phải cẩn thận nghe chưa? Dạ dạ, con biết rồi. Trời ơi, thành ra hả, Năm sợ quá, Năm phải cất hết vàng. Lỡ mà sáng sớm tờ mờ mà dọn hàng á, trời ơi, nó nhào vô, nó trấn lột, chắc chết. Thôi cho yên tâm đi. Dạ, Năm cất vậy là đúng rồi đó. Mấy cái này chỉ là vật ngoài thân thôi, tính mạng mới là quan trọng. Ui, mà con Sang nó nói á, dạ, là nó chắc thằng cướp ở trong xóm mình. Nó chắc thằng ăn cướp ở trong xóm mình. Đúng rồi, nó nói là nó nghe cái giọng với lại cái mùi quen lắm. Nó mà gặp lần nữa nó sẽ nhận ra. Trời ơi, tưởng là nó có bằng chứng gì, ai vậy nghe cái mùi. Cái mùi sao mà nhận ra được? Ý con nói là nghe cái mùi thì nhiều người cũng có mùi giống nhau. Mà Năm cất đi cho yên tâm. Ừ, đừng có chủ quan. Con cũng phải cẩn thận, gần Tết tụi nó manh động lắm đó nha. Dạ. Mạng nào giờ xóm mình yên bình lắm, đâu có chuyện này xảy ra đâu. Đứa nào bất nhân dữ vậy ta?